Clip này được tài trợ bởi healthfood.com, là một cái gian hàng chuyên bán các sản phẩm organic nhập khẩu từ Úc. Và từ ngày 7 tháng 7 cho đến ngày 11 tháng 7 đang có chương trình là mua một mận sấy thì sẽ được tặng một mứt Việt Quốc với đơn hàng giá chỉ từ 169.000 trở lên. Chương trình này nó có hạn cho nên các bạn làm lẹ thì còn, chậm tay thì hết. Giống như tôi đã nhanh tay cho nên có trước cái rồi đây nè. Nếu các bạn mà không có mua gì cả thì các bạn cũng nhớ bấm theo dõi cái gian hàng ở trên Shopee để có cái thông báo nào về khuyến mãi là người ta thông báo liền cho các bạn nghe chưa. Còn chơi gì nữa làm đi, healthfood.com. Chúng ta bị bệnh thì làm sao? Đi bác sĩ, đơn giản vậy thôi. Vậy còn con thú bị bệnh đi đâu? Cũng đi bác sĩ, đơn giản bác sĩ thú y một đông đó. Anh Leo, anh hỏi những cái câu mà dễ như vậy, anh cũng hỏi em khinh thường cái suy nghĩ, cái IQ của tụi em phải không? Đúng rồi đó, tại vì anh muốn hỏi mấy em là mấy con thú ở trong rừng á, mấy con thú mà trong thiên nhiên hoang dã đó, nó bị bệnh thì làm sao? Anh hỏi vậy thì chắc chỉ có nước tụi nó chết thôi chứ sao giờ. Tại ngoài đời đâu phải là Disney, đâu phải là có một nàng công chúa nào đó tới hát. Không có, tới cứu nó không có. Nhưng thực ra, đó là cái đề tài trong cái clip ngày hôm nay. Tại vì thú nó cũng biết tự chữa bệnh cho nó nữa. Dĩ nhiên nó không phải là nó cao siêu gì hết. Nhưng cái cách mà con thú nó dùng tự nhiên để mà nó chữa bệnh cho nó rất là hay ho, rất là thú vị. Có thể chữ thú vật thú vị lắm mấy em. Bởi vậy hôm nay là tiết sinh học animal nè. Sau khi coi xong cái clip này mấy em phát hiện ra là con người nhiều khi không bằng con thú, mà con thú nhiều khi nó còn hơn con người nữa đó. Con chơi gì nữa, vô clip đi. Đầu tiên là con khỉ. Thế như các bạn cũng biết, theo tiến hóa của Darwin á, là con khỉ và con người có họ hàng gần với nhau. Tôi đã có làm cái clip về cái thuyết tiến hóa đó, hình như là nó không đúng lắm, nhưng mà trong cái giới hạn của cái clip này coi như đó là đúng đi. Thì các bạn cũng để ý thấy cái mặt con khỉ á, nó rất là biểu cảm. Nhìn cái mặt nó là mình biết nó đang vui hay nó đang buồn hay nó giận dữ liền. Nó mà là nó đang vui, còn nó là nó đang giận dữ. Còn mà nó là nó rất giống anh Leo. Chứ thì anh Leo giống khỉ. Ok, bỏ qua cái chi tiết đó đi. Nhưng vấn đề là nó nằm ở chỗ đó. Thành ra các nhà khoa học khi mà người ta nghiên cứu khỉ á, chứ cái chuyện ăn uống của nó, thì người ta mới phát hiện là lúc nó ăn cái cây lá đắng á, cái mặt của nó như vậy nè. Chứng tỏ nó không có vui vẻ gì trong cái chuyện ăn hết. Nhưng tại sao nó vẫn ăn cái cây lá đắng? À, trong thiên nhiên á, nó hay lắm. Những cái lá mà đắng, mà ngét hay là cay hay là gì đó, chứng tỏ là nó độc tố, nó không có tốt gì cho sức khỏe của cái con mà đang ăn nó hết trơn đó. Nhưng tại sao con khỉ nó lại ăn cái cây lá đắng đó, mà nó ăn theo kiểu là nó nuốt trọng, chứ không phải nó nhai 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 nhấm 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 kiểu như đang ăn snack đâu. Chứng tỏ là nó không có muốn ăn cái đó, nhưng nó vẫn ăn. Là tại sao vậy? Cái nhà khoa học mới bắt đầu nghiên cứu phân của mấy con khỉ đó. Thì người ta phát hiện á, khi mà cái đống lá đắng nó đi qua trong cái hệ tiêu hóa con khỉ và nó rớt ra ngoài, thì nó cũng đi kèm theo cả những con giun, con sáng, con lải ở trong bụng của con khỉ nữa. Chứng tỏ con khỉ nó biết lá đắng là thuốc sổ của khỉ. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Hay chưa? Tại vì cái cây lá đắng á, nó là dòng cây tam thất, tức là nó có những cái móc nhỏ vậy nè. Khi mà nó đi qua ruộng, nó sẽ móc những con lải, những con giun này đi qua. Và con khỉ nó dùng cây lá đắng như là một phương thuốc sổ lải của nó. Các bạn thấy nó hay không? Mà bảo đảm coi tới đây chắc các bạn sẽ nói: mình hình như 10 năm rồi chưa sổ lải nữa. Sao không? Mình có nên uống ăn cái cây lá đắng này hay không? Nuốt trọng không biết ở đâu bán nữa đây. Thì các bạn đừng có làm cái chuyện đó. Các bạn chỉ cần đi vô trong tiệm mà thuốc rồi mua thuốc sổ thôi. Chúng ta không phải là khỉ, chúng ta không cần phải làm cái đó. Chúng ta chỉ cần bấm nút share những cái clip hay ho như vậy dành cho anh Leo thôi là được rồi, chứ đừng có nghĩ tới cái chuyện mà trời ơi chơi hết chuyện đi ăn cây lá đắng, bạn phải con khỉ đâu. Cái nhà khoa học cũng đặt câu hỏi là tại sao khỉ nó lại ăn cái thứ như vậy? Con khỉ nào là con khỉ chỉ cho nó những cái đó? Thì câu trả lời thực ra rất là đơn giản. Khỉ nó cũng giống như con người vậy. Tất cả những cái thói hư tật xấu hay là những điều tốt mà chúng ta đang làm như bây giờ, chúng ta học từ cha mẹ của chúng ta. Đó là lý do vì sao tôi làm cái clip cha mẹ độc hại á, để các bạn hiểu được là có những cái thói hư tật xấu, cái mà chúng ta đang làm ở hiện tại nè, nó tồi tệ như thế nào, là do ảnh hưởng của những người đã sinh ra chúng ta.
Khỉ nó biết cái hay cái đẹp học từ ba từ mẹ nó. Thì chúng ta là con người, chúng ta hơn con khỉ. Chúng ta cũng cần biết được những cái nào xấu, cái nào tầm bậy để mà chúng ta không lặp đi lặp lại. Hiểu không? Chứ không phải cứ nghe ba mẹ nói, ông bà nói dày, ông bà nói nọ, ông bà nói lọ, nói chai là cứ nhắm mắt nhắm mũi mà làm theo. Đặc biệt là cái câu có thờ có thiên có kiên có lạnh đó, trời ơi mệt quá khổ quá, ba cái vụ đó tụi nó hoài rồi. Thành ra trong giới hạn đây tôi chỉ muốn nói cho các bạn biết là con khỉ nó biết dùng cây lá đắng để mà nó sổ lãi đó. Còn bạn, bạn có sổ lãi chưa? Ok, anh Leo, con khỉ thì nó thông minh, em đồng ý. Tại dù sao nó cũng cùng họ với con người mà. Chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Con khỉ nó biết sổ lãi. Anh chọn cái con khỉ quá đơn giản. Anh kiếm con nào mà em tụi em không thể nào ngờ được không? Ok, đó chính là con hưu. Con hư thì dĩ nhiên nó không có thông minh bằng con khỉ rồi. Các bạn cũng thấy con hưu nó không có làm những cái trò mà như là hưu đi xe đạp hay là hưu giải toán hay là hưu chơi game gì hết trơn á, nó không có. Cái đó người hay khỉ mới làm được. Con hưu á, cơ bản á, ở Việt Nam như nó chỉ có thành thịt để cho người ta ăn thôi à. Khô nai, khô hưu gì đó. Hoặc là nó lấy ai thì cũng bị người đó cấm sừng hết trơn, tội nghiệp dễ sợ luôn. Vì con hưu, cái trình độ y khoa của nó tới đâu thì các bạn biết không? Con hưu nó biết khử trùng vết thương. Con hưu nó biết kháng sinh đó mấy bạn. Wow, làm sao nó biết được chuyện đó? Thì tất cả là nhờ mấy anh cha thợ săn. Nói chung là mấy anh cha mà hơi chó đẻ chút xíu. Mấy anh cha đó suốt ngày đi săn hưu, săn nai vậy đó. Cái súng bắn tụi nó mà bắn hụt bụp cái, nhưng mà đạn nó vẫn sượt qua. Mà nó sượt qua là nó găm vô, nó máu chảy lòng vòng vậy đó. Cái con hưu nó bỏ trốn. Mà nó biết cái vết thương đó mà không có chữa trị á, là cuối cùng nó cũng chết. Cho nên đám kia mò theo nó, lần lần mà mò theo. Thì mấy anh cha thợ săn mới phát hiện là mấy con hưu á, cái chỗ mà vết thương của tụi nó đó, tụi nó chà vô rêu, tụi nó chà vô cái chỗ nào có đất sét dẻo, hoặc là tụi nó vô trong đầm lầy bùng mở cái tụi nó lăn lộn qua lại. Thì đó không phải là một hành động mà kêu bằng gọi là ướp hương liệu để cho thịt nai thịt hưu nó ngon hơn, mà hành động đó mục đích chính chắc chắn chỉ có một mục đích thôi. Đó là sát trùng vết thương, làm cho vết thương nó không bị nhiễm trùng, không phải cưa bỏ đi. Tại vì các bạn biết không, hồi xưa trước khi mà kháng sinh ra đời, penicillin ra đời, cái mà tôi đã nói về cái tai nạn mà thay đổi thế giới á, thì hầu như á, con người chúng ta có thể chết vì những vết thương vô cùng nhỏ nhặt. Chẳng hạn đang đi đường tự nhiên dấp miếng miễn chai, chảy máu ròng ròng về rửa rửa sơ sơ xong nó bị nhiễm trùng, có thể cưa chân, thậm chí là có thể chết luôn đó. Thành ra cái chuyện mà con hưu này nó biết á, về một mặt nào đó nó cũng hơn hẳn con người luôn. Tại vì các bạn biết không, ở thế chiến thứ nhất á, người ta dùng cái loại rêu xanh có tên là giớn trắng để mà người ta cầm máu và khử trùng vết thương, thậm chí hả nó còn xịn hơn tất cả những cái loại băng bông gạc khử trùng thời đó nữa mấy bạn. Mà các bạn có thấy lạ không, rêu xanh mà đặt tên là giớn trắng nghe vui không? Cái chữ rêu xanh với cái chữ giớn trắng, trời đất quỷ thần ơi, cái chữ tiếng Anh nó là sphagnum moss, còn tiếng Việt là giớn trắng. Oh my god, tôi cũng không hiểu làm sao mà nó dịch ra vậy nữa. Nhưng mà vấn đề không nằm ở chỗ đó. Chỗ là các bạn biết sao, sau khi mà penicillin ra đời, cái loại thuốc kháng sinh ra đời á, cái chuyện mà sử dụng các loại rêu để mà trong y học mà để cầm máu, để mà khử trùng vết thương á, thì dần dần nó không còn được xài nhiều nữa. Nhưng sau này các nhà khoa học người ta mới phát hiện ra là do cái cách sử dụng kháng sinh của con người một cách hơi bừa bãi, dẫn tới là có nhiều loài vi khuẩn vi trùng bây giờ nó đã kháng luôn cả kháng sinh rồi. Cái lúc đó người ta mới thôi bây giờ mình thử quay lại, mình chơi ba cái giớn trắng rồi rêu xanh, người ta khử trùng thử coi, coi cái đám mà vi trùng này á, tụi nó có chống lại được cái đống giớn trắng rêu xanh này không. Thì người ta mới phát hiện ra là kháng sinh hiện đại thì chơi không lại, chứ ba cái giớn trắng, mấy cái cây rêu mà trong tự nhiên á, lại có tác dụng kháng sinh tốt hơn những loại kháng sinh này nữa. Thành ra chứng tỏ con nai, con hưu nó giỏi hơn con người rồi mấy bạn. Thấy chưa? Nãy giờ tôi nói mới có hai cái thôi mà các bạn thấy đầu óc của chúng ta thấy khác hẳn rồi đúng không? Con nai, con hưu tuy nó không biết gì về y học, nhưng về cái cách chữa trị mà lo lắng cho những cái vết thương ở trong ngoài của nó đó, nhiều khi nó còn hơn con người nữa. Nhưng có một thứ nó không thể nào bằng con người được, đó chính là khi con người coi clip của anh Leo, con người biết donate cho những cái kiến thức hay ho này. Chứ mấy con kia nó coi xong nó chỉ có biết là hoặc là nó không có biết được những thứ tụi nó đang coi là những thứ hay ho giúp cho đầu óc ngày một phát triển rộng mở hơn. Chúng ta là con người, chúng ta hiểu được coi clip của anh Leo là tự nhiên mình phát triển dữ lắm, kiến thức mình quá trời luôn. Cho nên làm đi, đừng có đợi anh nhắc nữa nghe. Đừng quên clip này được tài trợ bởi healthfood.com, là một cái shop chuyên bán các đồ hữu cơ nhập khẩu từ Úc. Và từ ngày 7 tháng 7 cho đến ngày 11 tháng 7 đang có một cái khuyến mãi là nếu mà bạn mua một mận sấy thì sẽ được tặng một mứt Việt Quốc với đơn hàng giá chỉ từ 169.000 trở lên thôi. Chương trình này nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết.
tôi đã nhanh tay. Nếu các bạn không mua gì thì cũng bấm theo dõi cái gian hàng đó trên Shopee để có thông báo, người ta báo liền cho bạn chứ không phải vô clip của anh Leo coi mới thấy được. Nhớ nha, healthfood.com. Còn bây giờ là con khỉ với lại con dòi. Hai con này nó biết làm một cái chuyện mà có nhiều người tới bây giờ cũng vẫn không thèm làm, hoặc là không có suy nghĩ là có nên làm hay không. Đó chính là kế hoạch hóa gia đình. It's party time. Cái kiến thức y học của tụi nó hay tới mức là tụi nó biết khi nào nên ăn cái gì để tăng khả năng thụ thai, và khi nào nên ăn cái gì để mà cho tụi nó lưu lèo thoải mái nhưng không đẻ ra con nào hết. Wow, cái này là thuộc dạng kinh khủng lắm nghe chưa. Tại vì nếu các bạn nghĩ cho kỹ đi, thú á, nó không giống như con người. Chúng ta lưu lèo là bởi vì chúng ta thích. Nhưng nhiều khi chúng ta thích xong rồi cái lỡ thôi thì đẻ thôi, đẻ thôi thì nuôi thôi. Ai nuôi? Em nuôi, em đẻ em nuôi. Còn anh bỏ chạy. Trời ơi, vì em mà anh thay đổi, thay tên, thay địa chỉ nhà, thay số điện thoại, thay hết mọi thứ luôn. Còn mấy con thú thì nó chỉ biết tới mùa là nó lưu lèo rồi nó đẻ thôi. Nhưng con khỉ với con voi nó lại biết kế hoạch hóa gia đình. Bằng cách nào? Cái con khỉ ở đây á, là con khỉ này là khỉ nhện lông mượt. Con này nó ở Brazil, nó không có đá banh, nhưng mà nó giỏi chuyện mà các bạn ăn cái đúng cái loại mà để có tác dụng giúp cho nó đẻ là đẻ, ngừng là ngừng. Khi mà nó chuẩn bị nó muốn đẻ thì nó kiếm một cái cây thọ đậu nành. Cái cây này á, nó có tác dụng là tăng cái tỷ lệ estrogen ở trong người của nó lên để giúp cho nó dễ thụ thai hơn. Còn khi mà nó đẻ xong rồi á thì nó kiếm một cái loại cây, cây đó được gọi là cái cây đậu, đậu đó gọi là đậu, là đậu tai khỉ á. Cái loại đậu này ăn vô nó lại có tác dụng là làm cho ok, bây giờ là quất thoải mái, quất xong cũng không thể nào đẻ ra được con nào nữa hết trơn á. Đó là con khỉ nhện lông mượt ở Brazil. Còn con voi này thì là voi ở châu Phi. Người ta nghiên cứu thì người ta phát hiện ra con voi châu Phi á, nó ăn những cái loại cây thuộc họ mồ hôi như là cây lưu ly, cây vòi voi. Cái cây đó thường nó ăn á, là khi mà nó chuẩn bị, nó muốn đẻ, nó muốn thụ thai thì nó hay ăn cái cây đó. Và trong một trường hợp nhất định á, là người ta đã thấy một cái con mà nó chạy 17 cây số để mà nó tới đó, nó chỉ ăn cái cây đó thôi. Và sau khi nó ăn cái cây đó xong, nó quay về, nó làm cái chuyện cần phải làm. Đó là lưu lèo và lưu lèo. Một thời gian sau, đẻ ra một con non, một con voi con khỏe mạnh, bụ bẩm. Nguyên cái gia đình dòng họ nhà voi bu vô. Trời ơi, cháu dễ thương quá, trộm vía, cháu có cái vòi đẹp quá. Nói thiệt tới bây giờ tôi cũng không hiểu trộm vía để làm gì nữa trơn. Hồi xưa thì có vẻ giống như là cái chữ đó là ý nói là không có khen trực tiếp. Lại gì, nếu mà khen trực tiếp á thì dẫn tới là con của mình là sẽ dễ bệnh này nọ, lọ chai gì. Các bạn thấy không, mấy đứa nước ngoài nó có bao giờ nó nói chữ trộm vía không? Nó thấy con nít mà dễ thương là nó kêu ôi he's cute quá, dễ thương, cuối cùng rồi sao? Trời đất ơi, mấy đứa mà Tây Phương đứa nào đó nó bự như cục nhà vậy đó. Còn chúng ta, trời, chúng ta kiêng khem đủ kiểu, cuối cùng á đứng với nó hai đứa mỗi lần đá banh á thấy tội lắm. Cầu thủ nước ngoài nhảy lên cái của mình cũng nhảy lên trúng ngay nách nó, trời đất ơi là trời. Cho nên tôi thấy thôi bỏ ba vụ trộm vía trộm viết đi, ok. Nhưng tôi hơi lan man rồi đúng không mấy bạn? Vấn đề là kế hoạch hóa gia đình không phải chỉ con người mới biết đâu, mà con voi với con khỉ nó cũng biết nữa. Tuyệt vời không? Thiên nhiên nó tuyệt như vậy đó. Cho nên sẽ tuyệt hơn nữa nếu các bạn bấm share cái clip này. Tôi nghĩ các bạn nghe chữ mà sẽ tuyệt hơn nữa là các bạn cũng đoán được tôi sắp nói gì đúng không? Cho nên tôi chỉ kêu các bạn share thôi, tôi không có kêu mấy cái kia đâu. Cái kia để lát nữa gần cuối clip tôi mới nói. Vậy đó, hay chưa? Ok, anh Leo, anh nói nãy giờ nghe em thấy hấp dẫn rồi đó, trời đất ơi. Bao nhiêu con nào cũng tuyệt vời hết trơn. Vì ba cái chuyện mà kế hoạch hóa gia đình mà tôi cũng nghĩ ra được đó. Vậy còn con gì hấp dẫn không? Chỉ em đi. Thì còn chim. Chim á thì các bạn cũng biết, có một loài chim không bao giờ bay, loài chim đó không đậu trên cành cây. Và câu trả lời chính là chim cánh cụt, chứ không phải là cái mà các bạn đang nghĩ đâu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Trời ơi, các bạn nghĩ bậy nghĩ bạ quá, các bạn cười hí hí sao các bạn? Anh Leo bậy quá anh ơi, trời đất ơi, bậy khỉ khô. Các bạn nghĩ bậy chứ tôi không có bậy. Ok, ok. Vậy chim nó làm được gì? Kiến thức y học của nó tới chỗ nào? Thì các bạn có biết không, chim nó biết trị trí, nó biết trị những loại đĩa, những loại ký sinh trùng nằm trên cái lớp lông của nó. Tại vì các bạn cũng biết con người chúng ta trị trí dễ lắm. Chúng ta lấy ngón tay chúng ta gãi, lấy chỉ xuống xong để vô ngón bắp bắp chích mình là trí. Còn không thì mua chai dầu gội đầu trị trí. Chứ làm kiểu này thấy không hơi dơ, ok. Nhưng đó là con người, người có tai, còn chim nó có gì, nó có cánh thôi. Nó đập phấp phới vậy nè, vô đập vậy, sao rớt được mấy con đó. Thì chim nó có cách giải quyết khác.
nó dùng kiến lửa mấy bạn. Nó đè ha, chà cái đống kiến lửa, nó dùng mỏ nó chà, nó cắn nó chà lên trên cái lông của cánh của nó. Thì chính cái độc tố mà chảy ra, cái chất mà như nhựa, mà cái chất mà khó chịu ở trong miếng kiến chảy ra đó, nó giết những cái loại ký sinh trùng ở trong lông, trong cánh, làm cho chim nó nhẹ nhàng, nó có thể thoải mái, nó tự tin, nó bay khắp nơi mà không cần phải có cortex vậy đó mấy bạn. Đó là chim. Còn quạ thì sao? Nếu các bạn mà đã coi cái clip quạ là một loài vật bị xui xẻo, xấu xí đen đủi nhưng vô cùng thông minh của tôi, các bạn sẽ biết con quạ nó siêu đẳng, nó làm được quá trời chuyện luôn. Nhưng mà tôi không nói trong clip này đâu, các bạn coi clip đó các bạn sẽ biết. Về cơ bản, con quạ nó còn hay hơn con chim ở chỗ là ngoài việc dùng kiến để diệt cháy rận rồi các loại ký sinh này nọ, nó còn biết dùng lửa, dùng khói nữa đó mấy bạn. Các bạn cũng biết trong những cái truyện mà chúng ta hay coi, những bộ phim Disney chúng ta hay coi, chúng ta hay quạ suốt ngày á, nó bù ở mấy cái ống khói không à. Là biết tại sao không? Tại vì nó biết khi mà nó hơ cánh của nó qua khói á, thì cái đống cháy rận ký sinh trùng của nó sẽ chết sạch. Nó làm như vậy cho nên nó mới sống gần mấy cái ống khói á, chứ không phải tự nhiên đâu. Đám này nó thông minh lắm, nó không phải giỡn đâu nghe chưa. Chưa kể nó còn dùng lửa, mà dùng lửa theo cái cách mà tôi nói ra chắc các bạn mới biết. Đó là nó dùng quẹt diêm. Nó đánh quẹt diêm xong rồi nó hơ con này, đánh quẹt diêm xong cái nó dùng nó hơ con kia, cái con kia quẹt diêm xong hơ lại cánh con này, để mà chết những con ký sinh trùng, những cái con chí rận ở trong lông của nó. Các bạn thấy không? Thấy quạ nó siêu đẳng không? Trời đất ơi, tôi nói thiệt, với trí thông minh của con quạ chắc chuyện gì nó cũng làm được. Nhưng có một thứ nó làm không được, đó chính là donate cho những kiến thức tuyệt vời của anh Như Leo. Bởi vì nó không thể nào hiểu tiếng con người để mà nó có thể trân trọng những cái kiến thức tuyệt vời của anh Như Leo. Chứ nếu mà nó hiểu thế nào nó cũng Hay quá Leo ơi, quá bảo đảm nó sẽ đem tới những cái món tuyệt vời giá trị của nó tới cho anh Dưa Leo. Còn các bạn là người cho nên các bạn chắc chắn cũng sẽ đem tới những cái thứ giá trị cho anh Dưa Leo, chẳng hạn như là tiền vàng, đô la và bitcoin. Các bạn nói chung không sao, các bạn có thể đưa kim cương cũng được, tôi cũng nhận không sao. Các bạn cứ donate những cái nào giá trị cho tôi là được rồi. Tại vì chính những gì các bạn làm là đang gửi cho thông điệp cho tương lai rằng kiến thức rất có giá trị, kiến thức sẽ giúp cho tương lai ngày một phát triển, và trân trọng những cái kênh mà đang tạo ra tri thức như là anh Dưa Leo, đó là điều vô cùng đứng đắn luôn. Các bạn thấy không, một cái clip hay ho về thú vật này như vậy mà anh Leo vẫn có thể đưa được những cái thông điệp và cái chuyện donate vô, ảnh quá hay luôn, tuyệt vời luôn. Mặc dù hơi trơ trẽn chút xíu nhưng mà không sao, chính sự trơ trẽn mới là thương hiệu của anh Leo. Cho nên chúng ta chia tay ở đây nhé, tại vì nói hồi dài quá. Các bạn biết mấy con thú nó hay ho được rồi, chứ các bạn nghe nói anh ơi suốt ngày anh nói anh hay ho hoài mệt anh quá anh ơi. Thôi cho nên tới bây giờ thôi chia tay được rồi vậy nha, bye bye, hẹn gặp lại trong clip animal khác, bye.